Em gửi sếp. Ủa? Hơi bất ngờ đúng không? Cảnh anh gì đó, vợ anh đẹp, anh phải giữ kỹ chứ. Không thôi mất vợ sao? Dạ, em biết là sếp thương vợ, nhưng mà em sợ sếp làm vậy á, chịu có khó thở không? Không sao đâu, giờ anh quen rồi. Em, ở nhà sau còn nhiều việc lắm, xuống dưới làm đi. Đừng có đụng vợ anh. Dạ. Thôi, ngồi xuống nhà chơi. Ngồi đi em. Ngồi đi, nè. Sếp nè, cái này là em khuyên thiệt sự nha. Em biết là chị đó không nói được thôi, chứ nhìn vậy á, em biết chị đó đang buồn đó. Do chị không nói được, sếp làm vậy á, tội cho chị. Cho nên là sếp suy nghĩ lại chút đi. Cẩn thận, không bao giờ thừa. À, mà cảm ơn em đã tặng quà cho anh nha. Em về trước đi, bây giờ vợ chồng anh cũng có sắp có việc rồi. Có gì ngày mai và công ty mình nói tiếp. Anh bảo em ăn trưa luôn ha. Cái này em lại thích. Dạ. Thôi em về. Vậy em về nha sếp. Nó đi rồi, ra đi. Cởi khẩu trang được rồi đó. Trời ơi, hôm nay cái thằng đó không hiểu sao mà tự dưng qua đây nhở. May á mà em nhanh trí bịt khẩu trang đeo kính lại, chứ không là chết cả hai đứa rồi. Em cũng tranh thủ về nhà nó đi, giờ anh sắp về rồi đó. Em biết rồi, mà anh cũng cẩn thận nhé. Em đi về đó. Ừ. Bye. Vô đây em. Dạ sếp. Hôm nay em có dẫn vợ em qua ăn cơm chung với sếp cho nó vui. Tại tụi em tiện đi công việc á, nên là ghé luôn. À, thôi ngồi đi. Cái thằng này qua mà không chịu báo trước để anh chuẩn bị. Bây giờ qua vậy còn gì đâu ăn. Cái đó sếp không cần phải lo, em là người chu đáo mà. Nói sếp nghe, em có mua đồ ăn luôn. À, nhà mình hôm nay có khách hả anh? Đúng rồi. Em chào anh chị. Ôi trời đất ơi, vợ sếp xinh đẹp lộng lẫy đến vậy. Hèn chi hôm bữa em kêu tháo khẩu trang ra thì sếp cứ không chịu tháo, cứ bắt đeo. Đúng rồi. Khẩu trang gì anh? Cái thằng này chắc mày lộn cái gì rồi đó. Khẩu trang bất kính gì? Cái gì mày? Chết rồi. Em lại bị lộn. Em nhớ nhầm ông sếp kia. Ông đó cũng có vợ xinh lắm. Khổ cái chỉ nhớ em dạo này kém quá. Vợ ông xinh, cho nên là ông cứ bắt vợ ông phải đeo khẩu trang vậy. Ông sợ người ta để ý. Đó. Nhớ lộn, nhớ lộn, nhớ lộn. Em hút miếng nè. Nước cam tốt lắm. Đó. Ngoan ghê vậy đó. Không, mày. Ủa? Mày có vợ rồi đó nha. Thì em có. Thì sếp cũng vậy thôi. Em với sếp như nhau mà. Có gì mà phải lên vậy? Tao. Thì sếp cũng như em, gian díu mập mờ. Nói thiệt luôn, hôm bữa em qua nhà sếp á, em nhìn thấy cô gái đó, em đã có nghi rồi. Em biết là không phải vợ sếp đâu, đúng không? Tụi mình như nhau mà sếp. Đàn ông tụi mình á, ai mà chả lo nhắc. Có điều á, biết rồi thì mình giấu, mình hỗ trợ nhau. Sếp đừng có làm lộ bí mật em ra, thì em cũng giữ bí mật cho sếp. Mình đều có ích cho nhau. Đó, vừa mới nhắc cái tới. Sếp theo. Tụi mình giờ ngồi chung thuyền rồi. Đỡ ai nói ăn. Chào. Thằng khốn, nó dám ngoại tình với con khác ngay trước mặt mình luôn. Bây giờ mà mình đánh ghen là lộ hết. Mà nhịn nó, khó chịu. Làm sao đây?
mà. Thấy chưa? Em xin lỗi chị, để em lau cho chị nha. Thôi, mình đi quán khác em. Ơ, sếp, chưa gì đã đi rồi. Sếp cứ kêu bạn tháo khẩu trang ra đi. Đâu có gì đâu mà cũng phải che lại nữa. Mình đi à? Gái đẹp nên là sợ mất mặt hả? Vy, em chồng của nữ minh tinh còn chưa sợ bị cướp mất, huống gì là ba cái thứ tiểu tam dễ rách như vậy. My, con khốn, mày đúng là con khốn. Nè, anh đừng có mà anh nói bậy bạ nha. Còn chị nữa, chị hiểu lầm rồi. Ngày hôm nay á, tôi tới đây không phải để hẹn với anh Toàn, mà là tôi nghe anh Toàn nói chồng tôi đang gian díu với con nhỏ khác ở đây, nên tôi bị kín khẩu trang ở tới đây để xem thằng chồng tôi nó như nào. Chỉ có vậy thôi. Nè, coi cái clip này đi, rồi khỏi cãi chày cãi cối nữa. Hôm nay vợ chồng em rảnh, qua bên sếp chơi. Với lại em thấy á, hôm nay mình phải nhậu một bữa, từ giờ đến tối luôn. Ok em, thôi em vô trong rửa tay với chị em đi, để anh dọn ăn lên cho, rồi mình nhập tiệc cho vui ha. Dạ, nhất trí, em đợi xíu. Dạ. Yeah. Em, khoai kéo mình lên đi, lớn, áo của vợ anh đó. Khẩu trang, khẩu trang đâu? Ủa? Chị mới về hả? Em chào chị. Ủa, con vợ em đâu sếp? À, vợ em hả? Đi ra ngoài rồi, nói với anh là một tí nữa về. Mà thôi, em ngồi xuống đây đi, đợi vợ em về rồi mình nhập tiệc luôn. Bây giờ anh với vợ anh vô phòng tâm sự một xíu, một lát nữa vợ anh đi công tác cả tuần rồi. Vậy nha, em ngồi đợi vợ anh về đi. Ừ, mình đi thôi em. Ủa? Chuẩn bị nhập tiền mà lại đi tâm sự là đi đâu? Sao? Bây giờ mày đã tin chưa? Con mày đúng là con mày dám gian díu tao. Mày đi cặp kè với trai vậy hả? Hả? Còn mày thì sao thằng? Mày dám giấu tao? Tới đây hẹn hò với nó, mày nằm với con này, mày vuốt ve nó làm sao hả? Còn ông, ông đúng là sếp tôi đó, nhưng là ông là cái thằng sếp. Mày cũng như tao, có tư cách gì mà chửi tao hả? Thôi, ba đứa mày đều như nhau hết. Tất cả tụi mày xứng đáng có cái kết như vậy. Lo mà giải quyết mớ lộn xộn này đây, về nhà còn ký đơn ly hôn nữa. Hẹn gặp nhau ở tòa. Vy ơi, vợ ơi, tha lỗi cho anh em mà. Vy. Còn mày nữa, mày nhìn cái gì? Ly hôn đi mày. Tao nói cho mày biết, cái thứ con gái như mày á, tao cũng không cần nữa đâu. Tao và mày chính thức ly hôn. Hẹn gặp nhau ở tòa. Tao đợi mày đó con. Alo, em đang đi đâu đó? Dạ, em đang đi cà phê với con My nè anh. Cà phê với My? Dạ đúng rồi, anh đang ở đâu vậy? Anh đang đi với thằng Bảo chứ đâu, đang đi nhậu với nó nè. Uống My với thằng Bảo? Đúng rồi, anh đang đi nhậu với thằng Bảo nè. Mà nè, em đang ở đâu vậy? Cà phê ở đâu? Cho anh địa chỉ đi, anh qua cà phê chung cho nó vui. Dạ thôi anh, tụi em uống cũng sốc xong rồi. Mà anh đang đi với anh Bảo ở quán nào để em chạy qua luôn. Thôi, chỗ đàn ông con trai tụi anh uống bia bọt, em ghé chi, về đi, nha. Alo. Sao vậy em? Ủa là sao ta? Ổng nói là ổng đang đi nhậu với anh,
mà anh đang nằm đấy với em. Chắc chắn là ông ngoại tình, ông cắm sừng em rồi. Cái thằng cha này. Anh biết rồi, thì kiểu ông ăn trả bạn em mà. Thằng khốn nó dám lừa dối em. Thiệt chứ. Rồi, có anh đây mà. Má nó. Nó dám nói đi cà phê với em, trong khi em ở đây mà. Vậy là nó gạt anh rồi. Cứ kệ đi anh, mà em không nghĩ á là con chăm nó như vậy luôn á. Anh á, đàn ông, cho dù anh có ngoại tình thì cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà nó, đàn bà con gái mà ngoại tình thì hơi bị thất vọng luôn á. Kể đi. Giờ này mới về. Tôi đi với thằng Bảo. Còn cô, cô nói thiệt đi, cô đi với ai? Tôi nói là tôi đi với con My. Tôi không nói xạo. Anh á, tôi hỏi anh Bảo rồi, anh Bảo nói là không có đi với anh. Nè, cô đừng có nói như vậy. Chính tôi gọi cho con My nè, nó kêu không hề đi với cô. Cứ nói thiệt đi, đi với ai? Tôi nói là tôi đi với con My. Tôi hỏi anh Bảo rồi, anh Bảo cũng nói là anh Bảo không có đi với anh. Anh nói xạo tôi đúng không? Anh ngoại tình đúng không? Anh tặng tiền với con nào đúng không? Cô đừng có ăn nói như vậy. Tôi đang nghi cô cắm sừng tôi đó. Nè, cô cứ khai thiệt đi. Cô đi đâu? Đi với ai? Cô đừng có để tôi phát hiện ra cô cắm sừng tôi. Tôi mà phát hiện ra, nhất định tôi sẽ trả cô về nơi sản xuất. Bởi vì sao? Cuộc đời tôi nào, tôi ghét nhất một con vợ lăng loàn. Nè, tôi cũng ghét nhất một thằng chồng lăng nhăng nghe chưa? Tôi mà phát hiện anh với con nào là anh với con nhỏ đó sáng nhất cái mạng xã hội như tôi không có để yên đâu. Nè, chưa nói chuyện xong đi đâu vậy hả? Tôi đi đâu là chuyện của tôi. Tối nay không được vô phòng, biết chưa? Nè, trời ơi. Bảo, sao rồi? Tao làm theo lời mày dặn rồi. Theo dõi cổ là 24 trên 24 luôn. Mà đâu thấy dấu hiệu ngoại tình gì đâu. Không có biểu gì khẳng nghiết hả? Không, thì tao chỉ thấy là đi làm, rồi đi cà phê, cà pháo với bạn bè, xong rồi đi chợ, đi mua sắm, có vậy thôi đó. Không ghé nhà nghỉ luôn? Không. Tụi mày không có thấy ghé nhà thằng nào khả nghi hết luôn? Không luôn. Mày đó, đa nghi quá rồi. Vợ mày, mày phải tin chứ. Nhưng mà không có được. Nếu mà nó không dốc tao á, mắc gì nó phải nói với tao là đi cà phê với con My, trong khi nó có đi cà phê với con My đâu. Tao nghĩ nhiều khi vợ mày nó có chuyện gì nó khó nói sao, nên là nó mới chọn cái giải pháp là nó nói xạo mày. Đa nghi quá ông ơi. Chị, em bám sát lắm mà không thấy ảnh có gì khả nghi hết á chị. Ủa vậy em thấy thường ảnh thường đi đâu? Không đi đâu chị. Không đi nhà nghỉ hả? Dạ không. Chị, em thấy ổng thường chở ai? Không luôn chị. Bình thường em thấy ảnh nó chỉ là đi lên công ty, đi gặp đối tác, xong rồi đi cà phê à. Mà thôi, sao chị đa nghi quá à. Em thấy anh Hoàng á, vừa đàng hoàng, vừa dễ thương nữa. Mà sao chị nghi dữ vậy? Vậy sao bữa ổng nói dối chị ta? Thôi được rồi. Anh, bữa em có gặp con Trâm. Em có nói với nó là anh không có ngoại tình. Hình như nhìn nó cũng tin rồi á. Sau này tụi mình cũng bớt lo hơn. Anh cũng có nhờ thằng Bảo bạn anh nè theo dõi con Trâm, coi xem sao. Nhưng mà nó nói cũng không có cái thấy gì khả nghi hết. Anh cũng không có hiểu nữa. Thôi kệ đi anh. Miễn sao là con Trâm không có phát hiện tụi mình như vậy là được rồi. Anh quan tâm làm gì? Đừng suy nghĩ nhiều quá. Trời ơi, cái gì vậy trời? Mất cả hứng à. Làm gì mà hả, muốn sập phòng người ta luôn vậy? Nhiều người vừa phải thôi chứ. Khách sạn là có chung mà.
Anh ở đây đi, em qua đó em ăn vốn mới được. Em anh ở đó đi. Mở cửa đi. Mở cửa. Ủa chị, cô em còn hỏi cái gì nữa hả? Phòng của anh á, lẽ như mà ầm vậy? Động đất hả? Ủa chứ giờ muốn sao? Vô tới đây muốn sao nữa? Không phải phụ nữ mà cô khoái vụ này lắm hả? Thì bây giờ muốn trả đũa đúng không? Kêu bồ cô làm rung rinh phòng tôi giống vậy đi. Nè nè, đừng có ăn nói kiểu xà lơ bậy bạ như vậy nha. Không nha. Nói gì đâu xà lơ. Cái gì mà ồn ào quá vậy nè hả? Trời ơi Bảo, anh ơi, cái gì mà ồn ào mất hết cả hứng gì nè. Trời ơi, còn cô nữa Trâm, cô với thằng Bảo thì ra anh với con My ngoại tình hả? Phản bội tôi hả? Bảo, mày, tao nhờ mày đi theo dõi cuối cùng mày cưỡng luôn vợ của tao. Ai đâu đâu đi mày, ai vậy tao mày, mày chó gì dám đứng dậy chặt gì ta? Tối hôm nay thì mình mới chợt nhận ra là mình sinh ra không phải là để đi làm mọi người ạ. Nên mình đã quyết định kiếm tiền bằng cách khác. Nhưng mà bữa nay mình sẽ nói về cái cách làm sao mà mình có thể sống qua ngày, và làm thế nào từ một cô gái xinh đẹp như mình, thất nghiệp như mình mà vẫn tồn tại, vẫn sống tốt giữa thành phố rộng lớn như thế này. Mọi người sẽ chờ mình nha. Phòng mồ của mình tới rồi, mình tắt máy đây, chào các bạn nha. Anh xin lỗi em, anh tới trễ. Anh trễ 30 phút rồi là anh sẽ bị phạt 3 triệu. Cái gì? Em nói giỡn hả? Đâu, em nói thiệt mà. Khi sáng mình đã thỏa thuận rồi, cứ trễ 1 phút là phạt 100k, mà đằng này anh trễ 30 phút là 3 triệu. Anh nghe nhầm, anh tưởng đâu á 1 phút là 1 triệu chứ. Làm anh chuẩn bị sẵn 30 triệu rồi nè. Vậy chắc anh nói đúng rồi đó, tại em nghe nhầm rồi. Vậy 30 triệu nha. Nè, trong đây có 30 triệu đó. Ôi, cảm ơn anh. Thấy quy định chưa? Uy tín. Em có món quà nho nhỏ này tặng cho anh á. Cũng không có nhiều, nhưng mà mong anh đừng có chê nha. Anh cảm ơn em nhiều nha. Bao lì xì rồi nữa ha. Chúc anh sống lâu 100 tuổi. Cái này là tiền mừng tuổi anh á. Thì anh cũng mừng tuổi em lại đi chứ. Để vậy hơi kỳ. À, hiểu rồi. Nhưng mà trước giờ anh không có xài tiền mặt, anh chỉ xài thẻ thôi à. Trong đây anh còn 20 triệu nữa nè, cho em á. Có nhiều là anh cho em hết á. Thấy anh thương em chưa? Ôi, sao anh hào phóng quá vậy? Anh có điện thoại, anh nghe điện thoại cái nha. Anh cứ đi đi, thoải mái. Trời ơi, 20 triệu với 30 triệu là 50 triệu. Hôm nay mình ống quá rồi. Thôi lo giọt lẻ đến thôi hả? Ổng mà quay lại rồi ép mình lỡ đi khách sạn này kia làm sao? Thôi lo chạy thôi. Anh, em có việc gấp á, giờ em phải chạy về nhà gấp. Sao gấp vậy? Anh mới lại chưa nói chuyện gì mà. Không, để dịp khác nha anh, giờ em đang gấp lắm. Mà anh có 300 ngàn tiền mặt đó không? Em không có mang theo tiền mặt để đi xe á. Thôi, vậy thì để đưa em về cho. Thôi, như vậy phiền anh lắm. Có ở đâu phiền. Bây giờ em muốn 300 ngàn hay là 3 triệu? Là sao anh? Thì bây giờ lên xe anh đèo, về tới nhà rồi em sẽ có 3 triệu. Thiệt hả anh? Ôi, này anh nhói nha. Chứ sao nữa, em về một mình á, anh không có yên tâm đâu. Thôi, đi.
Anh ơi, như có nhỏ nào á, nó bám theo mình á, nó theo mình nãy giờ luôn á. Không sao đâu em, chắc người ta đi cùng đường đó mà. Không phải, nhìn mặt nó đằng đằng sát khí à, nhìn giống như là muốn xé xác em ra vậy á. Trời ơi, em đừng có lo quá, có anh ở đây á, anh sẽ bảo vệ cho em yên tâm đi. Nhưng mà... có anh không sao đâu, nha. Cái này của em. Dạ, nhà em đó. Ôi ôi, nắng quá. Cảm ơn anh nhiều nha. Gửi nắng nè. Ừ, cảm ơn em nha. Anh. Hử? Nãy hứa 3 triệu á, cho em nha. 3 triệu hả? Ủa 3 triệu gì ta? Anh chở em về đây á, là em phải trả tiền xe ôm cho anh. Anh chạy xe ôm hả? Tiền xe ôm của em á là 500 ngàn. Nè, tôi với anh hẹn hò mà, xe ôm gì ở đây? Hẹn hò gì trời, anh chở em lại á, chở tới nhà thì phải trả tiền xe cho anh chứ. Tôi với anh hẹn hò mà, anh sao vậy? Xe ôm gì? Em thôi đừng được mà, hiểu lầm. Đây là khách của anh đang chạy xe mà. Thật không? Mày nói ngay, mày là cái gì của nó? Không tao đập chết mẹ mày. Thôi. Chạy, em là khách của anh thôi à. Là khách. Khách thì trả tiền cho tao. Nhát. 500k em, tốt xẻ. Chị xui dữ trời. Con bé đã quá à. Không biết là bé có thích không ta. Đấy trà. Anh quen con nhỏ đó để cho nó đó. Tại vì anh trả đũa cho thằng bạn của anh, nó dám lừa tình thằng bạn anh á. Mấy triệu bạc luôn á em. Lừa tình á? Nó lừa tình đó. Nó có cái chiều á, lên mạng ha, hẹn như thằng đàn ông dễ dãi ha, ra xong cái nó gặp mặt nè, nó bồn rút tiền bạc. Sau khi nó nhận được tiền rồi á, bắt đầu nó chuồn đi. Em thấy nó ác không? Thế là bạn anh cũng dễ dãi đấy. Nhưng mà được, cái con này xinh gái mà cũng bất dậy đấy. Đúng. Em với anh, hai bọn mình hợp tác. Ừ. Chị nó. Ok. Ok. À quên nữa, hồi nãy cái thẻ của anh đưa cho em á, thẻ nó hết hạn sử dụng, không đồng nha. Đi à. Bye em nha em gái. Thằng khốn, mày chơi mất dạy vậy hả? Đừng này hả, là phải mấy chục triệu đó. Con này, tiền này của tao. Tay máy hả? Có lấy của tao đồng nào không á? Cái con này làm như tao tham lắm á. Mà tao hỏi thật nha, khai thiệt đi, ai bao nuôi mày? Ăn nói xà lơ, bộ nhìn tao giống tao lắm hả? Tiền này á là bạn trai tao mừng sinh nhật tao á. Mừng sinh nhật mà nhiều thế á? Nhưng mà sắp thế này luôn chứ sao? Mẹ nó hả, vừa đẹp trai vừa giàu, đi xe 4 chỗ nữa. Mẹ hả, thu nhập bằng tiền đô mà. Ngon. Quá ngon luôn. Con này sao mà nó giàu thế? Kiếm được. Anh đi đi. Vào đây. Hello em. Dạ, em chào anh ạ. Cái thiểu anh, đây là con Mi Khùng, bạn thân chỉ có của em á. Nãy giờ ngồi nói chuyện với nhau á, em có khoe với anh quá trời luôn. Mà nhìn mặt nó nha, giống như là muốn đóng vai tiểu tam giật bồ em vậy á. Hứt con này. Mày cũng khùng á. Nè nghe, nói bậy đi. Nói bậy mà tới hồi có thiệt rồi á, đừng có trách anh nữa. Nè, anh dám hả? Giỡn thôi bà. Mà em phải công nhận nha, thằng chồng nó hay thật đó. Kiếm được anh vừa đẹp trai vừa giỏi lại còn vừa giàu nữa, quá sợi luôn. Ủa em? Thì đúng rồi, bạn trai của em vừa giàu vừa giỏi nữa. Cái số tiền này đối với anh đó chỉ là số tiền lẻ thôi, không có bao nhiêu hết hả?
Nhìn anh Hoàng cũng giản dị, nhìn vô đâu biết là đại gia ngầm đâu. Con Trâm mà không nói, mình còn tưởng ông là nhân viên quèn thôi. Dạ, kính chào quý khách. Ủa, anh Hoàng. Ủa em, anh. Sao mà em nghe con Trâm nói là anh. Anh là chủ quán này. Tại là do hôm nay có một vài nhân viên nghỉ, không có đủ người, nên là thôi anh ra làm luôn cho nó tiện. Mà khổ cái tính anh vậy đó, không có phân biệt nhân viên hay là chủ gì hết, cứ rảnh là ra làm luôn. Trời ơi, vậy mà em cứ tưởng. Mà công nhận anh Hoàng tốt tính thật đó. À, thôi em tìm chỗ ngồi đi, hôm nay uống gì á anh mời. Thật á, em cảm ơn anh nhá. Mà nói chứ em cũng đi quán này nhiều lần rồi, mà lần đầu tiên em biết anh là ông chủ ở đây đó. Phải không? Em ngồi đi. Ừ. Tí nữa thì lộ rồi. Mà con nhìn, nhìn con Mi này cũng ngon. Mà như nó thích mình. Hôm nay lại gặp ngay tại quán này. Như vậy là khác gì mở treo miệng này. Không nhất thì mới phí. Em, nay em đi cà phê một mình. Dạ đúng rồi. Ngọt hen. Anh cứ nghĩ là những người mà dễ thương như em á là phải nhiều anh theo đuổi, nhiều anh hộ tống lắm chứ. Trời ơi, em mà dễ thương cái gì anh ơi. Em đâu có được may mắn như con Trâm đâu. Có được một anh người yêu xịn xò quá trời. Mà công nhận nha, anh nhìn bề ngoài không có xe xua hay là bóng bẩy gì cả, nhìn đâu biết là người giàu đâu. Chứ hả, em thích mấy kiểu đàn ông như thế đó. Còn mấy kiểu mà hay phô trương kiểu ta đây ý, em ghét lắm. Vậy là em đúng gu của anh rồi đó. Hả? À, ý anh là... À, không, anh không cần phải giải thích cái gì đâu. Anh mời là cái gì á, anh có thể nói lại cho em nghe được không? Anh nói là em đúng gu của anh rồi đó. Anh không đúng gu của em á. Vậy một lát em rảnh không? Trời ơi, sao mà hẹn hò mà giờ này anh chưa tới nữa ta? Ôi, tới rồi. Trời ơi, trời ơi, sao kỳ đây hả? Xe đứt thắng mà sao chạy dữ vậy? Bao nhiêu vậy? Cảm ơn nha. Em đợi anh có lâu không? Xin lỗi em. Ủa anh, sao anh nói với em là anh đi xe bốn bánh tới rước em mà? Sao bây giờ đi xe ôm thế này? À, xe anh đi dọc đường bị hư, anh đem đi sửa rồi. Nhưng mà anh thấy như vậy cũng được, cho nó thoải mái. Chứ đi xe hơi vậy chứ không có vui đâu. Anh đi đâu, đi làm, đi ăn, đi uống gì đó cũng đi bằng xe hơi. Riết giờ anh ngán quá. Bây giờ anh thích nó giản dị bình dân như vậy đó. Dạ, vậy thì cũng được ạ. À, em nè. Bây giờ em muốn ăn gì? Em muốn ăn gì hả? Hay là bây giờ mình ghé nhà hàng hải sản đi anh? Ở nhà hàng hải sản ha? Chết rồi, anh lại bị dị ứng hải sản nữa, anh không có ăn được. Hay là bây giờ mình đi kiếm cái công viên nào gần đây, đi ăn bò viên hay là uống nước mía, nó cũng dễ thương. Ăn bò viên với uống nước mía hả? Thôi kệ, tính ổng cũng giản dị, nên mình chịu đi bộ như vậy, có khi ổng lại quý mình hơn. Từ từ mình mới sớt được ổng trên tay con Trâm chứ. Dạ, vậy cũng được ạ. Mình đi. Sao mày đánh tao? Mày tưởng tao không biết hôm nay mày đi với anh Hoàng làm gì, ở đâu hả? Cái gì? Mày khỏi chối. Bò viên, nước mía, tao thấy hết á. Nhưng mà anh Hoàng thích tao trước mà. Anh nói với tao là anh chán mày rồi, con mày đèo bồng quá. Với lại anh Hoàng cũng là người tán tỉnh tao trước, tao không thể dần dật gì của mày cả. Nhưng mà thôi, coi như là cơ hội đi. Cơ hội tới với ai thì người đó hiểu thôi. Được,
Mày trở mặt với tao như vậy á, sáng mai tao mày lên quán cà phê gặp nó, ba mặt một lời, để coi nó chọn ai. Mày nữa hả? Sao có bao nhiêu cái bill ở đây mà mày cũng tính lộn là sao vậy? Dạ, em biết rồi á, anh tha lỗi cho em nhé. Hồi nãy tao nghe hình như là mày làm 7 ly nữa đúng không? Mày nhớ lại coi, từ cái lúc mày vô quán tao mày làm mà mày làm bé bao nhiêu cái ly rồi? Dạ nhiều quá em cũng không có nhớ. Chả treo nữa hả? Mày sao tao thấy mày vừa ngu mà mày vừa chậm chạp kiểu gì á. Ê, tinh thần mày ổn định không mày? Anh chủ ơi, mày nhắm mày làm được không? Không được tao đuổi mày, mày đi quán khác làm đi. Anh chủ ơi, tha lỗi cho em hứa là em sẽ sửa sai mà. Anh Hoàng hả? À, vậy là sao? Sao chăng gì? Quán này là của người ta, còn nó chỉ là nhân viên quèn của quán thôi. Sao mày nói với tao? Ông giàu lắm mà, đi xe 4 bánh, thu nhập toàn tiền đô, giàu có như thế mà. Thì đúng rồi, ta đâu có nói sai đâu. Thì đúng là đi xe 4 bánh thiệt, nhưng mà 4 bánh của xe buýt. Có thu nhập tiền đô, nhưng mà 200 đô một tháng, chưa tới 5 triệu nữa. Còn cái sắp tiền hôm bữa, tao rút ra để gửi cho nó gửi về cho gia đình. Tao tân bóc nó như vậy để giữ thể diện cho nó thôi. Ai ngờ đâu nó lấy cái cớ đó để đi nổi với mày, cua mày, cắm sừng tao. Nếu mà mày ham nó như vậy á, tao nhường nó cho mày á, rồi mày kêu nó mua mày ha. Còn riêng mày với tao, từ nay trở đi không có bạn bè gì hết á. Nghèo mày đành làm sao rồi mà tính rụ rỗ con gái nhà lành hả? Nè, mày gái nhà lành hả? Tao nói cho mày nghe, mày đừng có mắc chạy với tao nha. Cái bản mặt mày không có gái nhà lành đâu ha. Mày cũng ham hố, mày mở cái gì mày nói cái gì. Mày nói lại coi, chỉnh cho mày. Nè, muốn gây lộn gì thì dắt nhau ra ngoài đường mà gây lộn. Quán này quán của tôi. À, ê, mày làm hết ngày hôm nay, dọn đồ nghỉ luôn đi. Mày làm không được việc gì hết trơn mà mày đem rắc rối về quán đâu là sao? Nghỉ đi.